chào quý vị và các bạn, đây là chương trình cập nhật thông tin quốc tế nổi bật của kênh YouTube Báo Người Lao Động. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây. Mời quý vị theo dõi. Hezbollah ém hàng, quyết chiến lâu dài với Israel. Hezbollah đang chuẩn bị cho cuộc xung đột tiêu hao dài hơi ở miền nam Lebanon, bất chấp việc bị Israel hạ gục giới lãnh đạo cấp cao. Sau vụ Israel oanh tạc và ám sát thủ lĩnh Seyyed Hassan Nasrallah hôm ngày 27 tháng 9, bộ máy chỉ huy Hezbollah bị gián đoạn trong thời gian ngắn, nhưng tổ chức này đã tái lập phòng chỉ huy chiến dịch mới trong vòng 72 giờ, theo hai nguồn tin ẩn danh thân cận với Hezbollah. Bất chấp nhiều đợt tấn công sau đó của Israel, trung tâm chỉ huy mới vẫn hoạt động liên tục trong trạng thái hoàn toàn bí mật, đảm bảo các tay súng Hezbollah vẫn có thể nhận lệnh khai hỏa rocket hoặc tấn công từ ban lãnh đạo, một nguồn tin ẩn danh khác cũng của Hezbollah nói với Reuters. Nhà phân tích Abraham Levin thuộc Viện Chính sách Alma của Israel chỉ ra rằng, dù bị thiệt hại bộ máy chỉ huy, Hezbollah vẫn là lực lượng đáng gờm, có khả năng tấn công đáng kể vào lực lượng Israel. Hezbollah vẫn là đội quân hùng mạnh như chúng ta vẫn biết, ông Levin nhận xét. Trong khi Israel tăng cường các cuộc không kích ở miền nam Lebanon, thung lũng Pica và vùng ngoại ô phía nam Beirut, Hezbollah trả đũa bằng các đợt phóng rocket. Lực lượng bán quân sự đến nay vẫn chưa sử dụng các loại vũ khí mạnh nhất trong kho, dường như là để dành cho cuộc xung đột dài hơi. Hezbollah cũng kiềm chế không tập kích vào các thành phố lớn của Israel như Tel Aviv, có thể do lo ngại đối phương tấn công trả đũa trên quy mô rộng vào cơ sở hạ tầng của Lebanon. Trong mắt của quan chức phía Israel, điều này lại đồng nghĩa với việc kho vũ khí của Hezbollah đã thiệt hại nặng, khiến nhóm chỉ bắn 100 đến 200 quả tên lửa mỗi ngày, so với dự kiến là hàng nghìn quả. Dù vậy, ông Andreas Krieg, giảng viên cao cấp tại Đại học King College London của Anh, tin rằng năng lực của Hezbollah có suy giảm thì nhóm vẫn sở hữu đủ hỏa lực để tiếp tục hoạt động trong tương lai gần. Một diễn biến khác liên quan xung đột Trung Đông, chỉ huy lực lượng Kurd của Iran Ismail Khani biến mất bí ẩn sau khi đến Beirut, Lebanon chỉ 2 ngày sau khi thủ lĩnh tối cao Hezbollah bị hạ sát. Theo Times of Israel, ông Ismail Khani, người đứng đầu lực lượng Kurd, phụ trách hoạt động hải ngoại của Iran, đã đến Beirut 2 ngày sau vụ không kích khiến thủ lĩnh tối cao Hezbollah Hassan Nasrallah thiệt mạng. Tuy nhiên, kể từ đó, ông Khani đã vắng mặt một cách bí ẩn, làm rộ lên nhiều tin đồn. Một số báo cáo chưa được xác nhận cho rằng ông Khani đã bị hạ sát trong một cuộc không kích sau đó của Israel tại Beirut cùng với một thủ lĩnh cấp cao của Hezbollah. Tuy vậy, các phương tiện truyền thông tiếng Ả Rập gần đây nêu ra một khả năng mới. Ông Khani vẫn còn sống nhưng bị lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC bắt giữ. Lực lượng kết của ông Khani cũng là một nhánh của IRGC. Theo các thông tin này, chỉ huy lực lượng kết đang bị điều tra vì nghi ngờ có liên quan đến hoạt động xâm nhập tình báo của Israel và có vai trò trong vụ ám sát thủ lĩnh Hezbollah. Đầu tuần này, trang tin tức Al-Arabiya của Ả Rập Saudi cho rằng ông Khani đang bị giám sát và cô lập sau vụ Israel ám sát các nhà lãnh đạo Hezbollah. Một nguồn tin thân cận với Hezbollah nói với Middle East Eye rằng khả năng ông Khani bị Iran bắt giữ là 100%, trong khi các nguồn tin từ Lebanon và Iraq cho biết ông này đang bị quản thúc tại gia và đang bị thẩm vấn bởi những người dưới sự giám sát trực tiếp của lãnh tụ tối cao Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Hôm ngày 10 tháng 10, Sky News Arabic đưa tin rằng ông Khani, trong quá trình bị IRGC thẩm vấn, đã lên cơn đau tim và được đưa đến bệnh viện. Bản báo cáo cũng cho biết tham mưu trưởng của ông Khani là ông Ehsan Shafiqi cũng đang bị giám sát. Tất cả các báo cáo vẫn chưa được xác nhận và không có báo cáo nào trong số đó mà Times of Israel có thể xác minh độc lập. Trong một diễn biến liên quan, Israel thề sẽ trả đũa Iran bằng vũ lực, chết chóc, chính xác và bất ngờ. Tuyên bố đành thép được Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant đưa ra khi thăm đơn vị tình báo 9900 của lực lượng phòng vệ Israel IDF hôm ngày 9 tháng 10. Ông Gallant tiết lộ việc Iran tập kích tên lửa vào Israel ngày 1 tháng 10 là vụ tấn công hung hăng nhưng thất bại vì không trúng mục tiêu. Không quân Israel không chịu tổn thất, cũng không có binh sĩ hay dân thường nào bị thương. Lãnh đạo Bộ trưởng Quốc phòng Israel nhấn mạnh sẽ trả đũa Tehran bằng vũ lực chết chóc, chính xác và bất ngờ, khiến Iran sẽ không hiểu chuyện gì đã xảy ra và xảy ra như thế nào. Lời lẽ cứng rắn của Gallant được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã có cuộc điện đàm hôm ngày 9 tháng 10. Cuộc gọi kéo dài 30 phút này là cuộc trò chuyện đầu tiên được công khai giữa ông Biden và ông Netanyahu kể từ tháng 8.
thời điểm này trùng xung đột giữa Israel với Iran và Hezbollah ở Lebanon, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy tiến tới lệnh ngừng bắn để chấm dứt xung đột với Hamas ở dải Gaza. Israel tấn công thảm khốc Beirut, 22 người dân tử vong. Ba nguồn tin an ninh cho biết một quan chức cấp cao Hezbollah đã thoát khỏi vụ ám sát của Israel hôm ngày 10 tháng 10 tại Beirut, Lebanon. Ông Kafis Safa, người đứng đầu đơn vị liên lạc và điều phối của Hezbollah, chịu trách nhiệm làm việc với các cơ quan an ninh Lebanon, đã bị Israel nhắm mục tiêu vào tối ngày 10 tháng 10 nhưng vẫn sống sót. Trước đó cùng ngày, một nguồn tin an ninh Lebanon nói với hãng tin Reuters rằng các cuộc không kích của Israel vào trung tâm Beirut đã nhắm vào ít nhất một quan chức cấp cao của Hezbollah được Iran hậu thuẫn. Các cuộc không kích của Israel đã tấn công vào khu dân cư đông đúc, gồm các tòa nhà chung cư và các cửa hàng nhỏ ở trung tâm Beirut. Trước đó, Israel chưa từng tấn công khu vực này, vốn cách xa vùng ngoại ô phía nam Beirut, nên trụ sở của Hezbollah đã bị Israel ném bom nhiều lần. Israel không đưa ra cảnh báo sơ tán trước các cuộc không kích hôm ngày 10 tháng 10. Đây là cuộc tấn công thảm khốc nhất vào trung tâm Beirut kể từ khi bắt đầu các cuộc giao tranh. Bộ Y tế Lebanon ghi nhận có 22 người thiệt mạng và 117 người bị thương. Sau khi Israel hạ sát một loạt các quan chức cấp cao của Hezbollah trong những tuần gần đây, bao gồm cả thủ lĩnh cấp cao Hassan Nasrallah, ông Kafis Safa là một trong số ít những nhân vật cấp cao còn sống sót khi các cấp lãnh đạo cao cấp của nhóm này đang chật vật tái tổ chức. Nỗ lực tiêu diệt ông Safa, người có vai trò kết hợp các vấn đề an ninh và chính trị, đánh dấu việc mở rộng mục tiêu của Israel nhằm vào giới quan chức Hezbollah, trước đây vốn tập trung vào các chỉ huy quân sự và các nhà lãnh đạo cấp cao của nhóm. Trong khi đó, quân đội Israel cũng đã ban hành cảnh báo sơ tán mới vào đêm ngày 10 tháng 10 đối với các vùng ngoại ô phía nam của Beirut, bao gồm các tòa nhà cụ thể. Trước đó trong ngày, Israel đã cảnh báo người dân Lebanon không được trở về nhà ở phía nam để tránh bị thương do giao tranh. Lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Lebanon, UNIFIL, cho biết hai nhân viên của họ đã bị thương khi một chiếc xe tăng của Israel bắn vào tháp canh hôm ngày 10 tháng 10 tại trụ sở chính của lực lượng này ở Ras Al Nakura, đâm vào tháp và khiến những người gìn giữ hòa bình này ngã xuống. Sự an toàn của hơn 10.400 nhân viên gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc tại Lebanon đang ngày càng bị đe dọa và các hoạt động hầu như đã bị dừng lại kể từ cuối tháng 9. Theo người đứng đầu lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc, Jean-Pierre Lacroix, UNIFIL gọi các cuộc tấn công vào lực lượng gìn giữ hòa bình là vi phạm nghiêm trọng luật nhân đạo quốc tế. Nhà Trắng cho biết, Mỹ vô cùng quan ngại trước thông tin lực lượng Israel đã nổ súng vào các vị trí của Liên Hiệp Quốc và đang gây sức ép với Israel để cung cấp thông tin chi tiết. Trong diễn biến xung đột căng thẳng ở Trung Đông, Iran đe dọa tấn công các đồng minh của Mỹ ở Vịnh Ba Tư và Trung Đông nếu lãnh thổ hoặc không phần của họ được sử dụng để tấn công Iran. Tờ Wall Street Journal dẫn lời các quan chức Ả Rập cho biết như trên hôm ngày 10 tháng 10. Tehran đã gửi cảnh báo tương ứng tới Jordan, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, UAE, Ả Rập Saudi và Qatar. Chính quyền của nước này được cho là đã thông báo với Mỹ rằng họ không muốn cung cấp cơ sở hạ tầng quân sự hoặc không phận cho Mỹ và Israel để thực hiện bất kỳ hành động gây hấn nào chống lại Iran. Nếu vậy, Israel sẽ phải điều máy bay qua Jordan và Iraq hoặc qua Biển Đỏ và xung quanh bán đảo Ả Rập, sử dụng khả năng tiếp nhiên liệu trên không nếu muốn tấn công Iran. Trước đó, Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Iran tuyên bố, trong trường hợp có sự can thiệp trực tiếp của các nước ủng hộ Israel, bao gồm Mỹ và gây hấn với Iran, các căn cứ và lợi ích của họ ở Trung Đông sẽ đồng thời phải đối mặt với một cuộc tấn công mạnh mẽ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình cập nhật thông tin quốc tế nổi bật trong ngày qua của Báo Người Lao Động. Đừng quên theo dõi kênh YouTube Báo Người Lao Động. Chúng tôi còn rất nhiều chương trình hấp dẫn khác đang chờ đón quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị!